Chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình là Túc đây. Ai chưa đăng ký kênh mình thì đừng quên cho mình một nút like cũng như một nút đăng ký để không bỏ lỡ những cái video mới nhất từ mình. Rồi đến cái video này thì mình lại hướng dẫn em cờ lam 50 cái đồng cát, được chưa? Thì mình xin phép anh em mình nói bé thì đang là đêm, được chưa? Thì cái đồng này thì là 11 ngày nữa thì nó hết chương trình airdrop, hiện tại cho anh em gọi swap rồi. Đồng cát thì anh em thừa biết, được chưa? Đồng này thì nắm người lắm anh em hau lắm, được chưa? Hau đơ lắm. Thì đồng này là đồng một thời gọi là mưa làm gió rồi, thì là bây giờ nó lại quay lại đấy. Thì anh em cần làm hết 0.1 gọi là đô BNV thôi, nói chung là mất mấy nghìn Việt Nam đồng thôi, nhưng mà đổi ngược lại anh em được 50 cái đồng cát cực kỳ là ngon luôn. Thì đồng này hiện tại nó cho anh em swap rồi và rất nhiều anh em là đang holder, thì là anh em chín gấp nha. Thì anh em theo mình thì có thể kích của đường link dưới phần mô tả ra giao diện như vậy, mình hướng dẫn nhanh nha. Đấy thì là đồng này này, cái lộ trình nó rất uy tín luôn, có cả công ty cứ thứ, nói chung đại loại như nói chung là rất uy tín luôn, không sợ bị thế này thế nọ đâu, được chưa? Rồi khi ra giao diện và anh em ấn lên phần trên thì mình kích phần trên thì mình bây giờ rồi anh em bấm vào quần vợt cho mình nha. Đấy anh em quay sang phía trước này, chốt MetaMask đều được nha, được chưa? Quay sang phía trước này rồi mình nhập mật khẩu á. Rồi thì anh em ấn phần đát cho mình nha, đát đây này. Rồi anh em dán liên kết vào đây cho mình, anh em muốn hoàn tất cho mình nha. Anh em đi chuyển đổi sang mạng sáng mắc trên cho mình nha. Rồi khi mà nó load xong ấy thì là nó đã kết nối ví và cái trang web con cá này thành công, được chưa? Anh em có thể kéo xuống này, anh em có thể là dán địa chỉ BEP20BLB sáng mắc trên ấy vào đây cho mình và ấn Red Profiling, nó hiện lên cái đường link để anh em đi giới thiệu bạn bè và ấn copy vào. Ok chưa? Rồi các anh em ấn phần claim cho mình đấy. Rồi chờ khoảng một lúc ý, để cho nó, vì 5 người đang làm cái con này thì mình vừa làm một quả rồi, được chưa? Đây là mạng nó đưa đấy, thì mình quay sang đây. Khi anh em chấp nhận phí ga phí mạng xong ấy thì anh em quay sang đây, mình hướng dẫn anh em FV luôn, được chưa? Tích vào đây ạ. Rồi moi cái 50 token này lên, rồi ấn phần ví cho mình. Rồi anh em ấn phần trên này ba gạch cho mình, được chưa? Có một số ký hiệu bất kỳ. Rồi anh em ấn vào tự động thêm đồng tiền mã hóa đấy, hoặc anh em sao check contract để lên BSC check, được chưa? Anh em chuyển đổi cho mạng smart chain cho mình. Rồi địa chỉ hợp đồng này em dán vào, địa chỉ hợp đồng contract này. Đây, contract ở đây, tên này, tên là token card Finland nha, card này, số token là 18. Rồi đúng đúng cung 18 ạ. Mình quay sang BC scan là mình check này, mình dầm cái nó vỡ mồm. Tổng cung của này 100 triệu này, hiện tại 21.000 người đang holder, được 18 đúng rồi đấy. Rồi mình quay sang số thập phân cũng như địa chỉ hợp đồng mình để hết dưới phần mô tả cho anh em để làm. Rồi anh em ấn làm xong cho mình đấy. Thì 50 đồng cát đã về phí khá là ngon, thì hiện tại nó cho anh em swap rồi, anh em cố gắng làm nha. Rồi kết thúc video, chào mọi người.